Chiều ngày 1 tháng 4, Bưu điện tỉnh Yên Bái và Hội nông dân tỉnh ký kết phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022. Theo đó, Bưu điện tỉnh và Hội nông dân tỉnh cùng phối hợp thu thập thông tin của 40.000 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch giới thiệu và bán sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử các sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử ưu tiên nông sản hàng hóa an toàn chất lượng có giấy chứng nhận việt gap global gap các sản phẩm ô cốp các sản phẩm đặc trưng tiềm năng của tỉnh Đồng thời, Bưu điện tỉnh và Hội nông dân tỉnh tổ chức phối hợp kết nối tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử và hệ thống điểm bán hàng với mục tiêu năm 2022 triển khai 2 tới 3 chương trình phối hợp kết nối tiêu thụ nông sản phạm vi toàn quốc, 1 tới 2 chương trình kết nối tiêu thụ phạm vi địa bàn tỉnh. Cùng với đó sẽ quan tâm đào tạo, tập huấn về xúc tiến thương mại cho cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức hội trợ online giới thiệu nông sản an toàn lên sàn thương mại điện tử postmart.vn Bên cạnh đó, chú trọng phát triển mạng lưới cộng tác viên, đại lý bán hàng, xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ với chính sách ưu đãi cho cán bộ hội viên nông dân, các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, mặt khác sẽ triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn lồng ghép vào các hội nghị, tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của các cấp hội nông dân và hệ thống bưu điện trong tỉnh.